Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Nhân dịp năm mới 2020, chúng tôi những người làm chương trình xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều thành công, tốt đẹp. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm qua biên giới. Công an Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 17863 yêu cầu các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm qua biên giới. Theo đó, các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa tăng cường ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới. Phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với cơ quan thú y các cấp, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu đường mòn lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không đảm bảo an toàn, làm lây lan dịch bệnh. Tại Việt Nam, tài nguyên nước đang ngày một khan hiếm, suy giảm. Đó cũng là lý do năm 2020, vấn đề khai thác và sử dụng nguồn nước đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường coi là thách thức lớn nhất. Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, tổng lượng nước trung bình hàng năm ở Việt Nam khoảng 830 tỷ mét khối. Tuy nhiên, nguồn nước chủ yếu từ nước ngoài chảy vào nên lượng nước nội sinh chỉ chiếm khoảng 37% tổng lượng nước. Nguyên nhân chính là do sự tăng trưởng kinh tế nhanh, đời sống người dân đang cấp thiết đòi hỏi sử dụng nước ngày càng tăng, trong khi nguồn nước có hạn, hiệu quả sử dụng nước còn thấp, ý thức tiết kiệm chưa cao và tình trạng lãng phí ở nhiều hoạt động liên quan đến nước vẫn còn phổ biến. Bên cạnh đó, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng, nước biển dâng, các tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước cũng đang khiến cho nguồn nước suy giảm, gây ảnh hưởng lớn đối với sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Không uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông. Cấm xúi dục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia, nghiêm cấm uống rượu bia ngay trước, trong giờ và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập là những quy định đáng chú ý trong luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ có hiệu lực từ hôm nay, mùng 1 tháng 1 năm 2020. Cụ thể, tại điều 21 luật này quy định người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông. Nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra nồng độ cồn trong máu, hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông đang tham gia giao thông hoặc gây ra tai nạn giao thông. Luật cũng nghiêm cấm các hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia. Nghiêm cấm bán, cung cấp, khuyến mại rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu bia. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 1 tháng 1 năm 2020, luật phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, luật được đa số người dân đồng tình ủng hộ, tuy nhiên cũng còn một số ý kiến băn khoăn khi luật đi vào thực tế. Đến thời điểm này, luật phòng chống tác hại của rượu bia là bộ luật được đánh giá là toàn diện nhất về công tác phòng chống tác hại của rượu bia được ban hành tại Việt Nam hiện nay. Luật quy định cụ thể 13 hành vi bị nghiêm cấm, được đa số người dân đồng tình ủng hộ với mong muốn giảm thiểu được các sự việc đáng tiếc do sử dụng rượu bia gây ra. Tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ cái luật phòng chống tác hại của rượu bia, tại vì theo những cái quan sát của tôi thì cái việc đã uống rượu bia khi tham gia giao thông nó đã để lại những ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến tất cả các cái mặt của xã hội. Trong cái số tai nạn giao thông này thì 70% là có liên quan đến bia và rượu. Đấy là một cái điều rất là nhức nhối ở trong ngành y của chúng tôi.
Vì thế mà khi luật phòng chống rượu bia ra đời thì chúng tôi cũng cảm thấy là rất là ủng hộ. Bởi vì là những người uống rượu bia và tham gia giao thông thì không những là làm hại cho bản thân mình và chính là làm hại cho những người tham gia giao thông trong xã hội. Tuy nhiên trong thực tế, do có nhiều điểm mới nên việc triển khai luật phòng chống tác hại của rượu bia khiến không ít người dân băn khoăn lo lắng. Theo đó, việc thực hiện 3 trong số 13 hành vi bị nghiêm cấm gồm cấm uống rượu bia, cấm bán cung cấp khuyến mại rượu bia, cũng như cấm trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu bia của người chưa đủ 18 tuổi sẽ gặp không ít khó khăn. Nếu mà cái luật đấy quy định ra là đối với trẻ dưới 18 tuổi thì không được mua thì chúng tôi rất khó quản lý, bởi vì không thì lúc nào chúng tôi cũng bắt họ xuất trình giấy tờ. Còn có trường hợp thì ví dụ như là con cái hoặc là bạn bè anh em đi mua cho nhau thì tất nhiên thì cái đấy chúng tôi vẫn phải bán thôi. Một điều khá khó khăn nữa khi luật phòng chống tác hại rượu bia đi vào cuộc sống, đó là thời điểm luật có hiệu lực trùng với Tết Dương lịch và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Đây luôn là cao điểm của việc tiêu thụ đồ uống có cồn. Do vậy, các cấp ngành có liên quan, gia đình và mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tác hại của rượu bia. Bên cạnh đó, hiện nay, Bộ Y tế cùng các bộ ngành liên quan đang chỉnh lý các văn bản hướng dẫn thi hành luật, cũng như quy định chi tiết về việc xử phạt, xử lý các vi phạm để luật sớm được thực thi hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 khép lại với rất nhiều thành tựu quan trọng mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Thanh Hóa ước đạt 17,15%, là mức tăng trưởng cao nhất cả nước, thu hút nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 125.000 tỷ đồng. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an trong việc thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho đầu tư và phát triển trên địa bàn toàn tỉnh. Xác lập và đấu tranh thành công 3 chuyên án về an ninh quốc gia. Phát hiện, điều tra, xử lý 59 vụ với 243 đối tượng có liên quan đến tín dụng đen. Là điển hình trong cả nước về thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm tín dụng đen. Triệt xóa và làm tan rã 35 băng nhóm với 212 đối tượng hình sự. Nhiều chuyên án lớn về ma túy đã được đấu tranh triệt phá thành công. Đồng thời đã triệt xóa 4 tụ điểm, 53 điểm phức tạp về ma túy. Phát hiện xử lý 351 vụ việc liên quan đến 358 đối tượng phạm tội và vi phạm về kinh tế. Là những kết quả ấn tượng trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm mà Công an tỉnh Thanh Hóa đạt được năm 2019. Trong bối cảnh hoạt động tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, với thủ đoạn vô cùng tinh vi, khó lường như hiện nay, lực lượng công an các địa phương, đơn vị đã chủ động nắm chắc, phân tích và dự báo sát đúng tình hình, để từ đó xây dựng các phương án, kế hoạch hành động, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Trong một năm 2019, thì lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung đấu tranh, triệt phá thành công các cái chuyên án lớn, đặc biệt là cái loại trộm cắp tài sản ở cơ quan doanh nghiệp. Đối với cái loại tội phạm của người Trung Quốc hiện nay là xuất hiện tại địa bàn Thanh Hóa và bọn chúng là thực hiện cái hành vi trộm cắp tài sản. Cái loại thứ hai là tập trung đấu tranh mạnh với cái loại tội phạm hoạt động tín dụng đen, và cái thứ ba nữa là cái loại tội phạm băng ổ nhóm gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Công an thành phố cũng đã chỉ đạo quyết liệt các cái giải pháp công tác. Do vậy là cái tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững ổn định, góp một cái phần vào tạo một cái môi trường ổn định để thành phố Thanh Hóa phát triển đô thị văn minh thân thiện. Trong năm 2020 thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh truy quét các cái loại đối tượng ổ nhóm đang còn manh nha hoạt động, sẽ chỉ đạo quyết liệt để xử lý nghiêm, triệt xóa, kiềm chế, bóc gỡ đối với các cái loại tội phạm có tổ chức hoạt động tín dụng đen. Với mục tiêu giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Trong năm qua, lực lượng Công an Thanh Hóa luôn chủ động trong các mặt công tác, triển khai lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là trên tuyến biên giới, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, các khu kinh tế, khu công nghiệp, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh mạng, không để phát sinh các vụ việc phức tạp. Riêng tại khu kinh tế Nghi Sơn, khu kinh tế trọng điểm của cả tỉnh, lực lượng công an đã tham mưu giải quyết ổn định 4 vụ đình công,
phòng ngừa ngăn chặn 15 vụ có dấu hiệu đình công ở các doanh nghiệp. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Liên quan đến vấn đề an ninh trật tự ở đây thì các anh vai trò của lực lượng an ninh kinh tế ở đây là rất hiệu quả. Tất cả những cái nguy cơ có thể xảy ra mất an ninh trật tự thì đều được cái lực lượng công an cảnh báo, đều có những cái hướng dẫn cho đơn vị, cho doanh nghiệp để nắm bắt được tình hình và phối hợp chặt chẽ với lại lực lượng an ninh của công an tỉnh Thanh Hóa để nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn. Chúng tôi đã xác định là một địa bàn trọng điểm thì chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường lực lượng xuống địa bàn cơ sở, bám dân sát dân, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, từng lãnh đạo chỉ huy trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, và tập trung là giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc liên quan đến ninh, trong đó là tập trung vào cái công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đạt tiến độ đề ra. Trong năm, công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiếp tục mở nhiều đợt cao điểm tập trung làm giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, triển khai nhiều giải pháp về phòng cháy chữa cháy, làm tốt công tác tổ chức cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh công an nhân dân, phòng ngừa và làm giảm sai phạm trong cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 542 cán bộ chiến sĩ đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 112 xã thị trấn trên địa bàn tỉnh. Bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Những kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của công an tỉnh Thanh Hóa được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá là một trong 6 kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2019. Năm 2020, lực lượng công an phải tổ chức rất tốt cái nắm tình hình, triển khai đồng bộ các cái lực lượng, biện pháp để tổ chức bảo vệ thành công đại hội đảng các cấp, cũng như tiến tới đại hội đảng toàn quốc, tổ chức phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, đảm bảo không bị động bất ngờ, không để xảy ra phức tạp các điểm nóng, mở các cái đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, tăng cường cái quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về trật tự an toàn xã hội, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cái đội ngũ thực sự trong sạch vững mạnh. Bước sang năm 2020 với rất nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh, đang đặt ra những nhiệm vụ vô cùng quan trọng và nặng nề đối với lực lượng công an Thanh Hóa. Do đó, cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng đang nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2020. Trước mắt là tập trung bảo vệ an toàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, thông tin đang được nhiều đầu báo quan tâm đăng tải là nền kinh tế Việt Nam năm 2019 duy trì đà tăng trưởng cao, lạm phát thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng. Báo Đầu Tư dẫn lời ông Dương Mạnh Hùng, vụ trưởng vụ hệ thống tài khoản quốc gia nhận định, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2019 đã vượt mọi dự báo. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo là đầu tàu, là khu vực dẫn dắt nền kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với sự đóng góp đa dạng từ nhiều ngành. Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư năm 2019 duy trì tốc độ tăng cao ổn định đã đóng góp 6,45 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Hoạt động xuất khẩu là điểm sáng với việc xuất siêu 9,9 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với năm 2018. Năm nay, GDP tăng trưởng 7,02% có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi là năm chính phủ đặt ra nhiệm vụ là phải bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Trong bài viết với tiêu đề Ấn tượng kinh tế Việt Nam, báo Đại Đoàn Kết thông tin, năm 2019 có thể coi là năm bứt phá của nền kinh tế nước nhà. 12 trên 12 chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng của Việt Nam thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2,79%, đây là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua. Vốn đầu tư nước ngoài FDI thực hiện đạt trên 20 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Số doanh nghiệp thành lập mới cũng đạt mức kỷ lục trên 138.000 doanh nghiệp. Khách du lịch quốc tế đạt trên 18 triệu lượt khách, cán cân ngân sách thặng dư, tỷ giá ổn định, nợ công giảm còn 56% GDP. Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thì đây là những con số gần như 10 năm trước chúng ta không thể tưởng tượng được.
Báo Quân đội Nhân dân dẫn lời Thủ tướng cho rằng những thành quả kinh tế xã hội Việt Nam có được trong năm 2019 đã chứng minh rằng với ý chí nỗ lực, tinh thần đoàn kết cùng với quyết tâm lớn, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành quả. Trong đó có những mục tiêu tưởng chừng như rất khó đạt được. Kết quả này đã không những góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, mà còn góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhắc lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là không ngủ quên trên vòng nguyệt quế, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần phải làm việc với một tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân để Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới. Mục điểm báo xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa có bài viết thông tin xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ nhân dân là đòi hỏi cấp bách trong giai đoạn hiện nay đối với thành phố Hồ Chí Minh, góp phần để phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực và phát huy hơn nữa vai trò trong phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo bài viết, cái gốc để nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước là hình thành, chuẩn hóa, công khai hóa các quy trình giải quyết công việc của cơ quan đơn vị đối với tổ chức, công dân cũng như trong điều hành quản lý cơ quan. Do đó, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử được xem là một cuộc cách mạng thật sự trong đổi mới cải cách hành chính, qua đó chuyển dịch dần từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ kiến tạo. Hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2020, luật phòng chống tác hại của rượu bia bắt đầu có hiệu lực. Theo báo Tuổi Trẻ, chuyện đi nhậu có thể là chưa lập tức thay đổi theo luật mới này, nhưng chúng ta cần quen và thay đổi dần để bộ luật lịch sử này đi vào thực tế. Đã cầm ly thì không cầm lái. Theo bài viết, luật không chỉ xử lý nghiêm với người cầm lái mà mọi người dân cần hiểu về khoản 1 điều 5 luật nghiêm cấm. Theo đó, việc xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia là hành vi phạm pháp. Bên cạnh đó, sự thay đổi cần có từ việc kinh doanh rượu bia. Nhà hàng, quán nhậu phải có cách phục vụ văn minh hơn nữa, phải tổ chức nơi giữ xe cho thực khách đã uống say hoặc liên hệ dịch vụ xe đưa khách về nhà. Để luật đi vào cuộc sống, chính quyền từ cấp xã, huyện và các tỉnh thành cần thay đổi cách quản lý, có sáng kiến và quyết tâm thực thi luật một cách mạnh mẽ nhất. Có như vậy mới mong sớm thấy hiệu quả của luật trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm cả nước có khoảng 10.000 người chết vì tai nạn giao thông. Đáng nói trong số đó có tới 40% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Trong đó có nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngày 2 tháng 1 năm 2019, chiếc xe container chạy từ Long An đi thành phố Hồ Chí Minh đến ngã tư Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An đã đâm vào hơn 20 người đi xe máy đứng chờ đèn đỏ. Hậu quả làm 4 người chết và hơn chục người bị thương. Theo thông tin từ Công an tỉnh Long An, lái xe container trước khi gây tai nạn đã dương tính với ma túy và có nồng độ cồn trong máu cao. Còn vào đêm ngày 1 tháng 5 tại Hà Nội, Lê Trung Hiếu lái xe ô tô tới hầm Kim Liên thì va chạm với một xe máy làm hai phụ nữ thiệt mạng tại chỗ. Nồng độ cồn đo được của lái xe ô tô này là hơn 0,7mg trên 1 lít khí thở. Trước đó ở Bình Định, một lái xe ô tô đã đâm thẳng vào đám tang làm 4 người chết, 6 người bị thương nặng. Nồng độ cồn của lái xe cũng đã vượt quá quy định. Đây chỉ là 3 trong rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên quan đến việc người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia tham gia giao thông. Giờ đây, những người gây ra tai nạn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Thế nhưng, không gì có thể bù đắp được những nỗi đau thương, mất mát, những ám ảnh của nạn nhân và gia đình của người bị hại, vốn là những người phải chịu hậu quả từ sai phạm của người khác gây ra. Nó muốn đề nghị công an chức năng thì để xử lý nghiêm trọng cái trường hợp uống rượu bia mà gây tai nạn cho những người xung quanh. Thì là một ngày thì tiếp nhận khoảng là 20 đến 25 bệnh nhân bị chấn thương về sọ não, về lồng ngực. Thì trong đó có khoảng hơn một nửa, khoảng 10 đến 15 bệnh nhân là do tai nạn giao thông do uống rượu bia. Thì những cái tổn thương đấy thì về não và lồng ngực thì tổn thương rất nặng nề. Có thể nói, những vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên quan đến rượu bia trong năm vừa qua đã để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Do vậy, năm 2020, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chọn chủ đề năm an toàn giao thông là đã uống rượu bia không lái xe, nhằm kêu gọi cộng đồng khi tham gia giao thông không sử dụng rượu bia. Không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi
để ngăn chặn những hậu quả do rượu bia gây ra, việc nghiêm cấm hoàn toàn uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã được quy định cụ thể trong Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực bắt đầu từ ngày mai, mùng 1 tháng 1 năm 2020. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.